Vườn Mai Như Huỳnh mến chào cả nhà. Khách thân mến, thì hôm nay Huỳnh cũng giới thiệu một cái lô mai con rất là đẹp luôn, với cái bộ rễ đa dạng, đủ loại lộn xộn, tùm lum tùm la luôn cả nhà. Và rất là đẹp luôn ha. Đầu tiên đây, đây là cái trái bí mà cả nhà mình rất là thích luôn. Bí này múi bí cũng to nha cả nhà. Múi bí to và cây bí cũng to ha. Rồi, đây có những kiểu là kiểu hình như thế này rất là ngộ luôn cả nhà. Trong cái lô này nè, đó là so nè. Rồi các cái kiểu ví dụ như là hình thú nè. Đó. Rồi lò xo đơn, cái kiểu này là giống như là cái con thú nằm ngang á cả nhà, rất là đẹp. Có những cái rễ như thế này, và đặc biệt cũng có những cái rễ nó nằm sâu ở phía dưới á cả nhà, nó nằm sâu phía dưới, giờ chúng ta moi lên chúng ta mới thấy được. Này lò xo nè, đó thì cái lô này của Quỳnh nó đa dạng lắm cả nhà, nó có rất là nhiều kiểu. Và khách cũng thường cũng rất là sợ quảng cáo nhiều, bởi vì Quỳnh biết là tâm lý thường là quảng cáo nhiều thôi, khi gửi thì sẽ không có ưng. Nhưng mà đảm bảo với khách hàng là Quỳnh đã gửi rồi mấy chục ngàn cây, thì ví dụ như 10 người thì Quỳnh cũng không có dám hứa với cả nhà là đủ 10 người hài lòng. Trong đó hấp gì cũng khoảng 2 người là không hài lòng. Bởi vì sao? Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là sẽ có một mức cây to và mập như thế này. Nhưng mà khi mà Quỳnh cân đối giao lưu với cả nhà mình thì cũng phải có cỡ này cỡ kia, có nghĩa là từ cây ống hút nè, đó rồi rồi một kiểu nữa là to hơn cây ống hút nè, đó là đó là đầu đũa mà chúng ta không ăn nè, rồi cũng có đầu đũa mà mình ăn cơm luôn, có nghĩa là nó nằm ở trong vòng hai cái chuẩn này. Thì ở nhà mình đều có hai cái này, có thể là quen thuộc, có thể đoán được cái cây của Quỳnh rồi, nên là những cái khách hàng đó là họ về họ không ưng là như vậy thôi. Còn nếu như mà để khai thác được cái bộ đế và bộ rễ như thế này và cây cành nhánh xum xê từ 45 cho đến 60 cm thì khách hàng vừa qua của Quỳnh thì ai cũng rất là hài lòng. Vì vậy thì nếu như cả nhà mình chưa có mạnh dạn và cảm thấy là chưa tin Quỳnh lắm thì có thể là tham khảo thêm. Còn nếu như ai mà đang cần cái lô mai như thế này giống như những gì mà Quỳnh diễn tả thì hãy alo ngay cho Quỳnh, để số lượng cũng khoảng còn vài ngàn cây nữa thôi. Thì cả nhà mình đặt hàng thì có thể alo cho Quỳnh, thì trực tiếp Quỳnh sẽ chốt hàng cả nhà ha. Và số lượng cây như thế nào Quỳnh sẽ bán từ 30 cây trở lên và không bao phí vận chuyển. 100 cây thì Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển và em sẽ tặng 6 cây. Nếu như số lượng nhiều nữa thì sao? Ví dụ như 500 cây, 500 cây, 1000 cây thì sao, là em Huỳnh vẫn bao ship và tặng cho mình. Thì cứ 6 và nhân lên thôi. Đó. 500 cây thì là 500 cây thì tặng 50 cây. Nên là cả nhà mình hãy xem kỹ, nghe kỹ và nhìn kỹ cái video của Quỳnh, để khi chúng ta nhận cây thì nó sẽ có các cái cỡ như vậy, để cả nhà mình không có giận hờn tại sao mà nhỏ lớn tùm lum hết trơn mà nó không một cỡ. Tại vì nếu mà một cỡ như thế này thì một cỡ to như thế này thì Quỳnh không thể nào bán với cái giá là 8.500 được. Nên là Quỳnh cân đối để chúng ta vừa có được những cái cây mà nó đa dạng bộ rễ và lớn nhỏ như thế này thì Quỳnh cũng dễ tiện để mà mình giao lưu. Nên là cả nhà mình hãy xem kỹ video của Quỳnh và nhìn kỹ cái cây rồi chúng ta đặt hàng ha. Và khi mà shipper giao tới thì chúng ta chỉ cần thanh toán đúng cái số lượng cây mình mua, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Về chiều cao thì có cây là cao cũng tầm 45 cm, có cây thì cũng hơn, thì Quỳnh lấy trung bình là từ 45 cho đến 60. Cây thì nó có các cỡ như vậy, và cả nhà mình thấy là cái bộ rễ của nó nè, rất là đẹp. Ví dụ như có những cái rễ đơn sơ, cả nhà mình nhìn nó không có lộ lên trên, nhưng mà cái rễ, những cái rễ rất rất là đẹp nha cả nhà. Quỳnh bán thì Quỳnh bán hàng tuyển rễ đẹp không à. Đó, ví dụ như vậy. Cây thì có những cái cây nhỏ thì rễ nó sẽ nhỏ nha cả nhà. Có những cái cây to thì rễ nó to như thế này đây. Đó. Bí tròn đều luôn nha cả nhà. Bí này là bí tròn đều luôn, 2 4 6 múi luôn. Và đặc biệt thì khách hàng cũng hỏi Quỳnh là hỏi hoài luôn á cả nhà, là có bán đặc trưng bí như thế này không, 100% không. Thì Quỳnh cũng xin thưa thứ thật với cả nhà là Quỳnh không bán gặt như thế này 100%, và kêu Quỳnh lựa và bao nhiêu tiền thì Quỳnh cũng sẽ không lựa và không bán gặt như thế này. Quỳnh chỉ bán với cái lô mà mình giới thiệu như thế này thôi nha. Và nhất định trong cái lô cả nhà mình nhận sẽ có được mẫu này, mẫu trái bí như thế này, mẫu như thế này, hoặc là những cái hình như thế này đấy, những cái kiểu như thế này nha cả nhà. Thì có nghĩa là Quỳnh lấy ra những chọn lọc, có nghĩa là Quỳnh
Quỳnh lấy những cái kiểu này ra cho cả nhà mình xem đó, để nó hiện rõ là cái lô của mình như thế này ha. Rồi qua màn hình Quỳnh cũng xin nhắc lại, qua màn hình cả nhà mình thấy nó rất là to, nhưng mà cả nhà ơi, khi Quỳnh đặt lên như thế này thì cả nhà mình có thể rõ được là cái cây nó bị lớn đúng không ạ? Đó. Rồi, em xin nhắc lại một lần nữa là 30 cây trở lên là Quỳnh bán nhưng em không bao phí ship. Đơn hàng 100 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình và tặng kèm 6 cây. Đó, nhiều hơn nữa thì Quỳnh cũng vẫn tặng thêm như vậy thôi và bao ship, chứ không có bớt giá hay là hoặc là nãy như cả nhà hãy thông cảm ha, tại vì đây là hàng tuyển và coi như là hàng cơi nên là cả nhà mình thông cảm ha. Rồi em Quỳnh mến chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.